Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương mục Tây Ninh xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, năm 2022, xã Long Giang, huyện Bến Cầu được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là sự khẳng định cho những thay đổi tích cực về kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương. Quyết tâm giữ vững danh hiệu, những năm qua, chính quyền địa phương cùng nhân dân xã Long Giang đã chung sức đồng lòng cùng nhau giữ vững 19 trên 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới năm 2021-2025. Qua đánh giá rà soát, 6 tháng đầu năm 2024, xã Long Giang cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra trong duy trì xã đạt nông thôn mới. Và để hiểu rõ hơn về những nỗ lực của chính quyền cùng người dân xã Long Giang trong duy trì các tiêu chí xã đạt nông thôn mới, mời quý khán giả theo dõi phóng sự sau. Long Giang là một xã nông thôn của huyện Bến Cầu, cách trung tâm huyện Bến Cầu 12 km theo tỉnh lộ 786. Tổng diện tích tự nhiên của xã hơn 1.500 hectare. Long Giang, xã nông nghiệp, nông thôn, có 4 trên 4 ấp văn hóa, với tổng số 1.802 hộ, 6.475 nhân khẩu đang sinh sống trên địa bàn. 85% nhân dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, còn lại 15% sinh sống bằng nghề buôn bán, sửa xe, hàng tiện, xây xác lúa, bán tạp hóa nhỏ lẻ và làm công nhân cho các xí nghiệp. Xuất phát điểm của xã Long Giang có nhiều khó khăn, kinh tế phát triển chậm, thiếu vững chắc, do đó việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương cũng gặp nhiều gian nan thử thách. Tuy nhiên, xác định xây dựng nông thôn mới là điều kiện tiên quyết để địa phương phát triển đi lên, đời sống người dân được nâng cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dễ trăm bề không dân cũng chịu, có vạn lần dân liệu cũng xong. Hiểu được điều đó, từ khi xã Long Giang được chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương đã vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về nông thôn mới, từ đó nhận được sự ủng hộ chung sức của người dân, để từ đó thành công xây dựng địa phương phát triển như hôm nay. Địa phương luôn xác định xây dựng nông thôn mới là một vấn đề lớn và rất là quan trọng. Địa phương luôn khẳng định rằng chủ trương xây dựng nông thôn mới là làm cho người dân được có cái cuộc sống thụ hưởng về đời sống vật chất cũng như tinh thần được cao hơn. Như vậy là với cái nguồn lực sẵn có thì đảng ủy, ủy ban và tất cả hệ thống chính trị luôn hạ quyết tâm để thực hiện được vấn đề này, thì đảng ủy, ủy ban ra quyết định xây dựng các cái kế hoạch cũng như là ban hành các quyết định về ban chỉ đạo cũng như là ban quản lý. Ở trong đó có phân công chặt chẽ từng cán bộ công chức phụ trách từng chỉ tiêu, từng tiêu chí cụ thể để thực hiện. Tập trung đầu tiên là công tác tất cả hệ thống chính trị đều vào cuộc, tập trung là tuyên truyền vận động tất cả những cái người dân để cùng đồng thuận xây dựng để thực hiện cái chủ trương này. Với cái cách làm như vậy, với cái quyết tâm như vậy thì trong năm 2022 thì được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh là công nhận xã Long Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự chung sức đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới mà kinh tế của xã đã có những bước chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, cơ sở hạ tầng của xã không ngừng được thay đổi với việc nâng cấp cải tạo và xây dựng mới. Trên địa bàn xã có 81 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài gần 41 km. Đường xã, đường ấp, trục ấp có tổng 17 tuyến đã được nhựa hóa, cứng hóa, đạt 100%. Đường chân sinh, đường trục chính nội đồng cũng được cứng hóa, rải sỏi đá, đảm bảo không ngập nước, sình lầy khi mưa xuống. Các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản thuận tiện dễ dàng. Thì đến nay là khi mà tôi về đây thì đã thực hiện được gia đình văn hóa 15 năm liên tiếp. Bí quyết thì cũng đơn giản thôi, nói chung là mọi hàng năm thì ban nhân nông ấp cũng có triển khai cái quy chế, quy ước khu dân cư. Thì gia đình tôi, bản thân tôi thì cũng bám vô cái quy ước đó thực hiện tốt thì được công nhận. Nhưng vừa qua thì xã Long Giang cũng được công nhận xã nông thôn mới, thì bản thân rất là vui mừng, cũng phấn khởi. Thì thứ nhất là những cái công trình điện đường, đường trạm thì được nâng cấp, mở rộng. Những cái đường liên ấp thì được mở rộng bê tông hóa, thông thoáng. Đó thuận tiện cho người dân trong việc đi lại sinh hoạt cũng như là vận chuyển nông sản. Trong những năm qua,
thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn, hạ tầng cơ sở ngành điện được tăng cường, đảm bảo cung cấp điện cho 100% hộ sử dụng điện trên địa bàn xã. Trên địa bàn xã có một trung tâm sinh hoạt văn hóa thể thao phục vụ cộng đồng. Hiện địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà chột nát, nhà đạt tiêu chuẩn ba cứng gồm máy cứng, khung tường cứng, nền cứng. Niên hạn sử dụng từ 20 năm, diện tích bảo đảm 18m2 một người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt gần 96%. Trạm y tế xã được xây dựng khang trang sạch sẽ, đảm bảo đủ điều kiện phục vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Các tiêu chí cứng trong xây dựng nông thôn mới về xây dựng cơ sở hạ tầng được địa phương quan tâm bảo dưỡng, xây mới, nâng cấp, duy trì, đạt chuẩn. Bên cạnh đó, các tiêu chí mềm dễ bị thay đổi như tiêu chí về giảm nghèo, y tế cũng luôn được địa phương quan tâm. Đây là các tiêu chí khó thực hiện cũng như giữ vững bởi nó liên quan đến nhiều yếu tố, trong đó có nguồn lực cũng như sự quyết tâm tự nguyện của người dân. Do đó, ngay từ đầu năm, chính quyền xã Long Giang đã luôn quan tâm chỉ đạo, theo dõi, sát sao để kịp thời đưa ra các giải pháp. Nhờ đó mà tính đến 6 tháng đầu năm 2024, qua rà soát đánh giá cơ bản, các tiêu chí đều được giữ vững. Hiện nay công tác giảm nghèo với cái tỷ lệ năm 2022 là 0,62. Đến giai đoạn này thì tỷ lệ này giảm xuống còn 0,34% hộ nghèo và cái hộ cận nghèo. Còn về công tác thu nhập, đã đạt chuẩn năm 2022 thì đã đạt 63,9 triệu trên đầu người trên năm, nhưng đến hiện tại là đã được là 69,52 triệu trên người trên năm. Đó là những cái tiêu chí mà có khả năng làm bền vững. Còn về tỷ lệ bảo hiểm thì cái tiêu chí này nó sẽ dao động. Thì với cách làm như vậy á, nghị quyết của huyện đưa ra để làm tỷ lệ chung của nghị quyết của huyện ủy là 93,3%. Còn đạt duy trì đạt cái chuẩn nông thôn á, là nông thôn mới của địa phương là 90%, nhưng mà đối với chỉ tiêu phấn đấu hiện tại đến giai đoạn này là địa phương đã vận động 92,57%. Đó là những cái hiệu quả mà mang lại về cái nguồn lực của địa phương đã có để thực hiện các công việc này. Cùng với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương cũng phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ địa phương trong tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân là một trong số đó. Các nguồn vốn từ hội nông dân giúp đỡ cho bà con hội viên vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, từ đó giúp đỡ địa phương thực hiện tiêu chí về giảm nghèo và tiêu chí về thu nhập. Qua quá trình là xây dựng nông thôn mới thì đối với bản thân tôi là hội nông dân là xuống để tuyên truyền học tập cho cán bộ hội viên nông dân nắm và hiểu được về nâng cao cái nông thôn mới. Nó trong đó là trong khi mà tuyên truyền rồi tuyên truyền trên đài truyền thanh và pano phết, cái thứ hai nữa là tuyên truyền Zalo nó cho hội viên nắm hiểu được cái nông thôn mới hiện nay. Qua quá trình đó là tìm hiểu người dân, là thí dụ sản xuất thì mình cho vay sản xuất, mình tạo điều kiện cho người dân để sản xuất chăn nuôi, để học nghề, để có công ăn việc làm ổn định theo cái tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, xác định công tác đảm bảo quốc phòng và an ninh là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần vào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bởi chỉ khi quốc phòng được giữ vững, an ninh trật tự được đảm bảo thì người dân mới an tâm tập trung vào phát triển kinh tế văn hóa, từ đó đảm bảo thực hiện đạt các tiêu chí khác trong bộ tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian qua, công an xã, ban chỉ huy quân sự xã Long Giang đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo. Ban chỉ huy quân sự xã tập trung xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, không có khiếu kiện đông người kéo dài, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, đảm bảo đạt các tiêu chí về an ninh trật tự. Năm 2022, lực lượng công an xã đăng ký danh hiệu đơn vị tiên tiến, đề nghị cấp trên xem xét. Riêng năm 2021, đơn vị công an xã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh công nhận đơn vị tiên tiến. Thì ban dân xã đầu năm đã cũng củng cố và xây dựng các kế hoạch và xây dựng lực lượng dân quân theo quy định và theo đề án của ủy ban dân huyện,
đến số 1527 là giai đoạn 2020 đến 2025 là đã hoàn thành và đầy đủ đúng theo biên chế quy định theo đề án. Thì tại nguồn địa phương thì hàng năm ban chỉ huy quân sự xã là cũng đảm bảo và đủ đúng theo quy định và nghị quyết của trên đề ra. Còn về công tác như phối hợp với công an và quân sự theo quy định số 02 thì cũng đã đảm bảo và giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn trên địa bàn. Để thực hiện cái tiêu chí số 19.2 đối với an ninh quốc phòng thì ngay từ đầu năm công an cũng đã tham mưu ngay chỗ đảng ủy ban hành cái nghị quyết và ủy ban là triển khai thực hiện các cái kế hoạch như tiêu chí 19.2 cùng với một kế hoạch là triển khai thực hiện thông tư 24 triển khai đến từng hộ gia đình, khu dân cư, tổ tự quản, các cơ quan doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn xã ngay từ đầu năm đã ký cam kết thực hiện đảm bảo an ninh trật tự. Nếu như ngay từ đầu năm mình làm tốt cái này thì cái chỉ tiêu 1.24 đạt thì tiêu chí 19.2 sẽ đạt, cơ bản là như thế. Qua 6 tháng đầu năm thì tình hình an ninh trật tự tại địa phương thì cơ bản được giữ vững, trong đó không có trường hợp dân cư trú trên địa bàn phạm các tội là rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên để xét cái tiêu chí 19.2 năm 2024 6 tháng đầu năm thì đến giờ này cơ bản đã đạt. Qua kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Long Giang, thực tiễn đã chứng minh đây là một chương trình giải pháp lớn, toàn diện, đúng đắn, phù hợp với lòng dân. Kết quả thực hiện đã cho thấy, cơ bản giải quyết đồng bộ các vấn đề xã hội và người dân quan tâm, đó là hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư, xây dựng theo quy hoạch. Sản xuất phát triển, đảm bảo xã hội, nông thôn ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cao hơn. Trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh toàn diện. Diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi khởi sắc. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2024 đã đi qua, xã Long Giang đã đạt được những kết quả khả quan trong duy trì 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân, tin chắc rằng xã Long Giang sẽ đạt được những mục tiêu trong duy trì giữ vững xã đạt nông thôn mới đã đề ra, góp phần vào mục tiêu chung xây dựng huyện Bến Cầu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2024. Và chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.